Ukraine thực hiện nhiều vụ tấn công hạm đội biển đen Nga vào tháng 9 bằng tên lửa tầm xa UAV, xuồng tự sát không người lái nhằm vào xưởng đóng tàu, các chiến hạm, trụ sở của đơn vị ở Sevastopol. Nhưng ISW nhận định còn quá sớm để kết luận về hoạt động tương lai của hạm đội biển đen. Các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào vũ khí hải quân của hạm đội biển đen và các cơ sở sửa chữa ở Crimea có thể ngăn cản các đơn vị hải quân của hạm đội thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ. Vì vậy, việc khẳng định Ukraine đã đánh bại hạm đội biển đen là quá sớm, vì các vũ khí khác của đơn vị vẫn còn khả năng tham gia vào cuộc chiến, báo cáo cho hay. Viện nghiên cứu nhận định, nếu Nga thực sự rút các tàu này khỏi Sevastopol, đây được xem là một thành tựu của Ukraine trong việc làm suy giảm khả năng phong tỏa hành lang vận chuyển do Kiev thiết lập vào mùa hè này ở Biển Đen, tuyến đường có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế của Ukraine. Nhưng việc Nga di chuyển tàu của hạm đội Biển Đen về Novorossiysk cũng đã tạo ra một cái bẫy với máy bay UAV, NATO đang hỗ trợ các cuộc tấn công của Ukraine. Theo bình luận trên tờ The Eurasian Times, việc Nga rút các tàu của hạm đội Biển Đen khỏi bán đảo Crimea về cảng Novorossiysk vùng Krasnodar là nhằm mục đích buộc lực lượng vũ trang Ukraine phải triển khai tấn công trong những điều kiện bất lợi hơn nhiều. Sự hân hoan của phương Tây trước việc các tàu chiến Nga và trụ sở của hạm đội Biển Đen rút khỏi căn cứ chính ở Sevastopol được coi là kết quả tích cực của các cuộc tấn công dai dẳng của máy bay không người lái cảm tử, kamikaze, tàu mặt nước không người lái và tên lửa tầm xa của Hải quân Ukraine. Theo giới chức quân sự phương Tây và Kiev, đây là một thành công lớn trong kế hoạch đẩy Hải quân Nga khỏi phía nam Ukraine theo chiến lược do Hoa Kỳ vạch ra. Nhưng giới chuyên gia phân tích cho rằng sự vui mừng như vậy rõ ràng là quá sớm. Theo bài viết, với việc các chiến hạm Nga được triển khai ở Novorossiysk, các máy bay trinh sát và máy bay không người lái của NATO sẽ khó tiến hành hoạt động trinh sát, hỗ trợ thông tin cho lực lượng Ukraine, đồng thời các UAV, máy bay không người lái và USV, tàu mặt nước không người lái của Hải quân Ukraine cũng khó tiến hành các cuộc tấn công như vậy. Đồng thời, The Eurasian Times nhận định rằng việc tái triển khai các tàu chiến từ Sevastopol đến Novorossiysk, cách Sevastopol gần 350 km về phía đông, sẽ không làm suy yếu khả năng của Liên bang Nga trong việc tiến hành các hoạt động hải quân tích cực ở Biển Đen. Trong mọi trường hợp, Nga tiếp tục kiểm soát Biển Đen với sự trợ giúp của các tàu chiến và lực lượng hàng không hải quân, có nhiệm vụ thứ nhất là tìm diệt máy bay không người lái và tàu không người lái của Ukraine, cũng như cản trở các nỗ lực đổ bộ của các nhóm phá hoại. Nhiệm vụ thứ hai của hạm đội Biển Đen vẫn là tiếp tục tấn công vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine bằng tên lửa hành trình Kalibr phóng từ các tàu mặt nước và tàu ngầm. Với khoảng cách gần 350 km về phía đông Sevastopol, các tên lửa hành trình Kalibr trên tàu chiến Nga vẫn có thể tấn công vào tất cả các mục tiêu trong lãnh thổ Ukraine. Như vậy, trên thực tế là hạm đội Biển Đen chỉ thay đổi vị trí của mình sang những vị trí ít dễ bị tổn thương hơn. Ngoài ra, với việc chuyển căn cứ của hạm đội Biển Đen về một cảng vốn dĩ từ trước đến nay thuộc chủ quyền Nga sẽ có tác dụng rất lớn. Mọi cuộc tấn công do NATO hậu thuẫn của Ukraine vào Novorossiysk, lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận, có thể hợp pháp hóa việc Moscow hạ lệnh bắn hạ máy bay trinh sát NATO. Các máy bay chuyên dụng của Mỹ và NATO, bao gồm máy bay giám sát điện tử AC-135 Rivet, máy bay tuần tiễu chống ngầm P-8A Poseidon, máy bay trinh sát chiến lược không người lái AQ-4B Global Hawk, và máy bay trinh sát tấn công không người lái MQ-9 Reaper thường xuyên bay qua khu vực phía nam và phía tây của Biển Đen, cũng như phía đông Ba Lan và Romania. Những phương tiện trinh sát trên không này thực hiện các chuyến bay dày đặc trên Biển Đen để thu thập thông tin về các vị trí của Nga và lượng phát sóng radar phòng không để giúp Kiev thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Moscow, Belgorod và Crimea. Các máy bay trinh sát có và không người lái của Mỹ và NATO cũng chia sẻ dữ liệu về các mục tiêu của cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, tàu mặt nước không người lái của Hải quân Ukraine trên Biển Đen. Do đó, việc bắn rơi một trong những máy bay trinh sát chiến lược của Mỹ có thể ngăn cản các nhiệm vụ do thám như vậy được thực hiện. Điều này sẽ làm suy yếu đáng kể vị thế quân sự của Ukraine, vì nước này hoàn toàn dựa vào sự hỗ trợ quân sự của phương Tây sau khi đã mất gần như toàn bộ máy móc quân sự và cơ sở công nghiệp quốc phòng ngay trong năm đầu tiên. Sự hỗ trợ quân sự và kỹ thuật của phương Tây cho Ukraine khẳng định sự đúng đắn trong tuyên bố của Nga rằng cuộc xung đột hiện nay bao gồm các cuộc tấn công vào các mục tiêu quan trọng trên bờ Biển Đen như Sevastopol và Cầu Cước là các cuộc tấn công do Kiev thực hiện thay mặt phương Tây. Tờ Eurasian Times cảnh báo,
kể từ khi bắt đầu phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24 tháng 2 năm 2022 cho đến nay, Điện Kremlin đã kiềm chế các hành động trả đũa trực tiếp, chống lại hàng không và các lực lượng NATO khác. Nhưng trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vào lục địa Nga, điều này sẽ biện minh cho sự thay đổi lập trường của Moscow. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, có trụ sở tại Mỹ, chiến dịch tấn công của Ukraine vào các vũ khí, khí tài quân sự của Nga ở Crimea đã làm suy yếu hạm đội Biển Đen của Moscow, nhưng chưa thể đánh bại được lực lượng này. Theo ISW, hạm đội Biển Đen Nga vẫn sở hữu hàng loạt vũ khí có thể tấn công mục tiêu của Ukraine trong giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột, và đây vẫn là một lực lượng hùng mạnh. ISW lý giải, hạm đội Biển Đen nghe có vẻ giống như một tập hợp các vũ khí hải quân, tuy nhiên đây lại là đội hình quy mô lớn hơn rất nhiều, kết hợp của nhiều loại thiết bị quân sự như tổ hợp tên lửa đất đối đất, tên lửa bờ, lá chắn phòng không và cả lính thủy đánh bộ. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.